điện thoại hả? Để... Ừ, lấy không lấy rồi mắc nợ em, nợ tình cảm không anh không nó lấy đâu, nhiều lấy cả cảnh cả nữa, hơn nửa tháng này mấy nha, thì có hàng rồi mình lấy không có con. Anh lấy là anh phải thương ta, anh không thương ta là anh nợ người ta, nợ tình cảm người ta. Dạ em ở quán cà phê dưới Long An á, quán xưa nó gọi luôn, quán xưa là có chị. Anh gọi vô quán xưa ở Cần Giuộc á, quán xưa cà phê xưa, quán cà phê xưa ở Cần Giuộc, anh gọi với Google là có. Công nhận quán này lớn nha, chắc lớn nhất chưa đây. Có quán nào lớn nhất là quán bữa à? Quán nào lớn nhất ở đây? Dạ. Quán này thì người ta quán nó lớn nhất rồi. Quán này là lớn nhất nè. Quán cà phê phố mới á, nhỏ. À, phố mới nhỏ xíu à? Xíu à? Phố mới nó được lên đầu này đó. Còn cái quán karaoke, quán nhạc, quán gì đó, ngon lành gì đó. Mà nó có hát gì nha? Hát. Vô giờ giật cái chỗ và nhảy cái giật cái chỗ. Ai bữa nào mà bữa giờ mà không có đi quán kia. Ừ, không đâu vô rồi. Quán mà có anh ta hát à? Cà phê sách á. Đó là cà phê sách à? Anh thích đi vô. Quán có nhỏ đó mà. Nhỏ bớm mà. Ừ, anh thích vô vào quán sách. Tôi cảm thấy ca lạnh mạnh nữa không? Không. Em đi uống cà phê với ông anh. Ca lạnh mạnh. Em uống cà phê với ông anh này, em. Ta ca, cái dạng ta ca để... Chồng em ở Sài Gòn á. Chồng em về Sài Gòn làm rồi, còn em ở dưới quê. Để uống cà phê với ông anh. Khăn cũng ở tiếng Anh mộng không đọc được bạn ơi. Hello hello. Thank you, thank you. Chào 33 bạn đang xem live. Hả? Con nuôi của anh đó. Con nuôi là ai? Con nuôi của anh đó, ở dưới Tiền Giang. Vâng. Bữa giờ anh có xuống chưa? Hả? Không biết đâu. Có sao không? Ờ. Giờ bạn này ba nghe nè con hả, ba đi uống, ba uống cà phê, ngồi uống cà phê à, với cô Mộng uống cà phê xưa, quán xưa không 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 bắt buộc phải sang tên con. Chào 34 bạn đang xem. Giờ mới 9 giờ mấy à, chút xíu uống chút xíu nữa về. Chào 34 bạn đang xem lại. Mọi người cho Mộng một like, đăng ký kênh cho Mộng. Quán cà phê rộng lắm á mọi người. Mọi người Mộng đi quay không? Quay vòng vòng không? Nhưng mà đều ở dưới đây vậy. Khách vắng lắm. Đi đi nó phải liên lạc lại, nó giữ lại cái số điện thoại người ta, chiếc xe người ta bán xe giờ người ta muốn sang tên nhà cái xe kêu sao ta muốn sang tên, không sang tên được à? Cái gì? Anh Thanh Tấn, hôm bữa anh chỉ đùa thôi. Cho anh xin lỗi chứ anh không muốn. À đâu biết rồi anh.